Xin chào các anh chị đã quay trở lại với phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể là nhận những cái thông tin mới nhất từ trong kênh cá nhân của chúng ta. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Ở trong cái giai đoạn hiện tại thì các anh chị thấy là dịch về chặt kỹ thuật á, thì VN-Index của chúng ta đang được vẽ giống như là cái núi như thế này, đúng không ạ? Và những cái video phân tích trước thì chúng ta cũng chú ý cái mốc là 1041 cho đến cái vùng 1033. Thì trong cái khu vực này á, thì đoạn trước mình cũng đã từng cái chia sẻ về cái việc là khuyến nghị có thể là chia nhỏ vốn ra để canh mua dần đối với cái giai đoạn điều chỉnh hiện tại, để chúng ta có thể kỳ vọng là đánh một cái nhịp hồi đối với chỉ số VN-Index. Và tất nhiên là trong room mình cũng đã có những cái khuyến nghị về việc các cái cổ phiếu cũng như là điểm mua để các anh chị nhà đầu tư trong room tham gia. Do vậy thì ở phần đầu tiên này thì mình sẽ review lại một tí những cái cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó rơi vào cái vùng điều chỉnh giảm như thế này. Đó. Những cái lúc mua thì chúng ta canh bán, những lúc mà nó hưng phấn nó tăng như thế này thì chúng ta canh bán thôi. Còn khi mà nó đang quay và rơi vào những cái vùng mà chúng ta xác thấy là có khả năng nó có thể chững trở lại và có khả năng nó phục hồi được thì chúng ta sẽ bắt đầu mở lại cái chiến dịch canh mua các anh chị nhé. Một số các cổ phiếu mình đã khuyến nghị các anh chị trong những cái giai đoạn mà thị trường giảm ở trong cái đợt này á, thì đầu tiên sẽ là những cái mã cổ phiếu như là HAH. Thì HAH chúng ta có một cái vùng khuyến nghị ở khu vực này cũng rất là tốt. Ngày 17, ngày 18 mình có khuyến nghị về mã cổ phiếu HAH các anh chị nhé. Thì nó ngay tại cái vùng này là gần như là nó trúng cái đáy ngắn hạn đối với mã cổ phiếu HAH thôi. Đâu đó có vùng 37 rất là hợp lý để chúng ta canh mua. Và đến nếu như mà cho đến cái phiên này thì gần như là lướt được cái mức biên độ đã 10%. Hiện tại về chart kỹ thuật thì HAH vẫn đang rất là tốt. Và nếu như mà định hướng như thế này thì có thể là nó hướng lên cái vùng kháng cự cũ, đó là cái vùng 42X, cho cái mục tiêu sắp tới đối với mã cổ phiếu HAH các anh chị nha. Riêng về nhóm ngành cảng biển á, thì ngoài HAH được mình khuyến nghị trong room thì mình thấy là những cái mã cổ phiếu khác thì về mặt xu hướng nó cũng đang duy trì tích cực, ví dụ như là con VOT này. Đó. Thì nó cũng đang có những cái điểm đi ngang, chúng ta thấy là đi ngang 6 phiên thì sau đó nó kéo tăng. Những cái con này khi mà nó tạo nền 4 5 phiên rất là hợp lý để chúng ta tham gia mua vào, và khi hàng về là đủ cơ hội để chúng ta lướt T cộng luôn. VOT những cái nhịp đánh như thế này hoặc là ZMADEP. Đó, về mà đẹp thì chúng ta thấy là xét về cái xu hướng và cái chu kỳ này thì chưa xấu. Tuy nhiên nếu như mà xét về cái điểm mua ngắn hạn mà giai đoạn trước chúng ta chọn ZMADEP thay vì HAH thì rõ ràng nó chưa tạo được lợi nhuận, đúng không ạ? Như vậy thì cái khuyến nghị về việc tham gia HAH nó đang tạo được lợi nhuận tương đối là tốt cho cái nhóm ngành cảng biển ở trong cái giai đoạn hiện tại. Dạ. Đó là cũng HAH. Về mã cổ phiếu tiếp theo mình có khuyến nghị ở trong cùng đợt đối với HAH, đó là con CTR. Mình khuyến nghị một cặp luôn, khuyến nghị một cặp, đó là CTR với lại VGI các anh chị. Thì CTR á, thì nếu như mà với cái điểm mà chúng ta khuyến nghị thì nó đang có lợi nhuận nhẹ rồi đó. Thì chúng ta thấy là cái giai đoạn này nó có hai cái dấu chấm đỏ ở đây, nó điều chỉnh về đúng MA20 rồi nó bật tăng. Thì con này khi mà có lợi nhuận đâu đó tầm 3-4% theo mình có thể chốt được CTR các anh chị nhé. Thì đoạn trước mình có khuyến nghị đâu đó cái vùng này này, cái vùng dưới 64, có khuyến nghị dưới 64. Và có một giai đoạn nó chỉnh sát xuống đây thì mình báo là có thể mua thêm, mình báo là có thể mua thêm này. Và sau đó ngày hôm nay thì nó đã trả lại cái mức lợi nhuận là 4,32% đối với mã cổ phiếu này. Nhìn chart thì con này vẫn đang trong kênh tăng rất là tốt các anh chị nhé. Các anh chị nhìn nè, ở trên màn hình khi mà mình kéo dài chart ra, giãn cái khung thời gian của chart ra thì các anh chị thấy là cái chu kỳ tăng nó bắt đầu từ cuối năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại luôn rồi này. Do vậy thì xét về cái xu hướng mà con này thì chúng ta đầu tư cũng đang rất là tốt và hợp lý các anh chị nhé. CTR đó cùng cặp với nó là cùng VGI, thì VGI lại không bằng, sau cái điểm mua thì gần như nó cứ lăn quanh quanh cái mức điểm mua luôn các anh chị, nó không có cái dòng tiền vào. Đoạn trước mình nhớ là các anh chị trong room có hỏi là mình có mua thêm hay không, tại vì mình có khuyến nghị là mua thêm, canh mua thêm ở cái giai đoạn chỉnh đối với CTR, thì các anh chị có hỏi là có mua thêm VGI hay không. Tuy nhiên lúc đó thì mình thấy là bản chất về dòng tiền của VGI nó không tham gia nhiều, do vậy thì không có mua thêm các anh chị nhé. Chủ yếu là giữ cái tỷ trọng vừa phải để theo dõi thôi. Và cái mốc cuối mà chúng ta cần phải chốt chặn đối với con VGI này, tại vì nếu như mà xác giữ thì cũng tương đối là lâu rồi, cũng 4 cho đến 5 phiên giao dịch rồi mà nó vẫn chưa có cái động thái gì về việc tăng trưởng cả. Nếu như đánh T cộng thì cái chốt chặn cuối cùng á sẽ là 20.77, tức là nếu như mà cổ phiếu VGI giai đoạn tiếp theo mà nó đóng đến dưới vùng 20.77 thì theo mình các anh chị có thể là chủ động chúng ta cơ cấu luôn, cắt bỏ luôn các anh chị nhé, quanh điểm mua thôi, gần như là trung
trung hòa vốn, quan điểm mua, để chúng ta cân nhắc cái việc là lướt sang các mã cổ phiếu khác, được chưa? Tiếp theo đó, có những cái giai đoạn sau, những cái giai đoạn mình tiếp tục khuyến nghị những mã cổ phiếu như là BCG, thì BCG mình có khuyến nghị ở quanh cái vùng 7.7, 7.8 ở đây, ở quanh cái vùng này thì gần như là mã cổ phiếu BCG đang có lợi nhuận. Thì những cái mã cổ phiếu này mình cũng khuyến nghị trong những cái nhịp ngắn hạn và T cộng thôi, các anh chị chủ động chốt chặn lãi. Đối với những anh chị tránh cái trường hợp là có thể là bỏ qua những mã cổ phiếu tốt, những siêu cổ phiếu giống như là cái trường hợp của CTD vậy. CTD đoạn trước vào cũng lướt nhưng mà chốt chỉ được 7-10% thôi, trong khi đó cái con này nó chạy lại rất là tốt. Do vậy, rút cái kinh nghiệm lần này đối với BCG, những anh chị nào có kinh nghiệm nhiều thì sử dụng phương pháp chặn lãi và nâng dần cái mức chặn lãi lên theo cái mức đóng cửa từng ngày đối với mã cổ phiếu, đặc biệt là mã cổ phiếu BCG vẫn đang trong cái chu kỳ tăng trưởng. Và nếu như mà xét về những cái indicator kỹ thuật thì nó chưa có những cái tín hiệu gì về việc gãy sóng, gãy trend trong cái chu kỳ ngắn hạn cả. Do vậy thì chúng ta sử dụng phương pháp chặn lãi đối với các anh chị đã có kinh nghiệm đầu tư tốt rồi. Còn nếu như mà các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm thì khi mà nó đạt được cái chỉ tiêu thì các anh chị có thể canh chốt tỉa dần. Ví dụ BCG này mua ở cái vùng được khuyến nghị là vùng 77-78 đúng không ạ? Thì nó lên trên này thì các anh chị thấy là chỗ mà có hai cái dấu chấm đây này thì cũng đã là một trong những cái vùng cần phải chốt để chúng ta đút túi cho tốt rồi, cho chắc chắn rồi. Đó là cái vùng 8.5 cần trừ, đúng không ạ? Tiếp theo mình có khuyến nghị những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là KBC. Thì riêng về KBC thì nó cũng đang lên quanh cái điểm mua thôi các anh chị nhé. Do vậy thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, hỗ trợ của nó là vùng 24.0 đối với KBC này. Hiện tại thì nó cần phải vượt qua cái đường chỉ báo trung bình động MA20 trước khi mà nó có xây dựng được cái nhịp tăng tiếp hay theo hay không. Đó là KBC. Vì chặt thì con này đang tích lũy và đang đi nền, không có gì xấu, không có gì xấu, vẫn đang có hỗ trợ quanh 24. Do vậy thì nó vẫn đang chịu đựng được cái mức an toàn mà chúng ta tham gia cái điểm vào. Do vậy thì các anh chị tiếp tục chúng ta sẽ kiên nhẫn nắm giữ, theo dõi thêm cái phản ứng tiếp theo đối với KBC ở trong giai đoạn này của thị trường các anh chị nhé. Tiếp theo KBC là mình có khuyến nghị con HUT. HUT á thì nó cũng đang lên quanh cái khu vực mua 15.5 cộng trừ thôi các anh chị, vẫn chưa có gì thay đổi cả. Ngày hôm nay nó cũng kéo lên được cái sắc xanh đến vùng 16. Tuy nhiên thì cuối phiên thị trường rung lắc thì nó cũng bị cái áp lực bán nhẹ. Riêng về cái mã cổ phiếu này thì vẫn còn cái hỗ trợ của khu vực nền may, đó là khu vực 15. Do vậy thì nó đang loanh quanh cái điểm mua của chúng ta. Thì các anh chị nào tham gia rồi cứ nắm giữ, chúng ta theo dõi thêm, xem xét cái phản ứng ngay tại vùng 15.0. Khi nào nó gãy cái vùng 15.0 thì xấu, thì khi đó chúng ta mới định hướng cái khu vực cơ cấu các anh chị nha. Rồi ngoài ra thì mình còn khuyến nghị hai con về bất động sản, đó là con SCR. SCR thì có khuyến nghị mua ở đây vùng 7, thì bây giờ nó vẫn còn lời nhẹ các anh chị. Thì con này mình thấy chặt rất là đẹp, kênh vẫn là kênh tăng này. Con này có thể là nó điều chỉnh lũng một tí rồi nó lại rút chân lên thôi. Khi mà nó có cái sóng của thị trường quay trở lại thì SCR này rất là đẹp, không có gì xấu cả các anh chị nha. Do vậy thì khuyến nghị mua của mình ngay tại cái vùng 7.0 cộng trừ ở đây thì tương đối là hợp lý, và các anh chị có thể tiếp tục nắm giữ để chúng ta theo dõi thêm đối với cái trường hợp SCR này. Một trường hợp nữa đó là CEO sale. Thì nó cũng đang lên quanh cái điểm mua này, chưa có nhiều biến động. Hiện tại giá thì vẫn đang dưới MA20, tuy nhiên cái áp lực bán không quá là nhiều. Nến giá thì chúng ta thấy là nó vẫn đang ở trong cái trường hợp là thân tương đối là nhỏ thôi, thể hiện cái biên giảm không quá là lớn các anh chị nhé. Chốt chặn cuối cùng đối với sell đó là cái hỗ trợ vùng 22.8. Nếu như cái trường hợp mà 22.8 có thể bị đánh gãy thì chúng ta mới xem xét cái việc cắt bỏ đối với các cái mã, hai mã cổ phiếu bất động sản này. Do vậy thì chúng ta quay trở lại diễn biến chính của thị trường này. Đối với cái diễn biến chính của thị trường thì chúng ta vẫn đang trong cái đà điều chỉnh và cái kênh giảm. Nó giống như là cái sườn phải của cái núi. Hiện tại thị trường nó vẫn đang vẽ cái núi như thế này. Và chúng ta đang nằm trong cái sườn phải của cái núi như thế này. Cũng chúng ta thấy là cũng gần sát cái chân núi rồi. Do vậy thì cái việc ở trong cái vùng sát chân núi này có thể canh mua dần từng phần. Tuy nhiên thị trường ở giai đoạn hiện tại như mình đã phân tích là nó rất khó, nó phân hóa rất là nhiều các anh chị. Các anh chị thấy không? Những cái mã cổ phiếu nào đang tăng thì nó tăng tốt và nó tăng rất là tích cực, liên tục phá đỉnh tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần rồi phá đỉnh tháng, rồi phá đỉnh vài tháng, thì chúng ta thấy là cũng có những mã cổ phiếu rất khỏe như vậy. Tuy nhiên thì đa phần ruột là nó đỏ. Chúng ta thấy là đa phần là các cái cổ phiếu trong các nhóm ngành đều rơi vào xu hướng giảm và điều chỉnh. Do vậy thì mua được, tuy nhiên việc canh chọn lọc lựa cổ phiếu như thế nào nó cũng rất là quan trọng. Cũng như là cái giai đoạn này
thị trường nó cũng đang yếu, đang xấu, thì các anh chị nào có cái nhu cầu để cần việc cơ cấu lại cái danh mục thì đừng ngại gì, cơ cấu cái danh mục thì các anh chị cũng đừng ngại, tại vì mình phân tích cũng chỉ để hỗ trợ các anh chị là chính. Do vậy thì các anh chị nếu như mà có cái danh mục cần được xử lý, cần được cơ cấu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình thông qua số điện thoại hoặc là thông qua Zalo để mình có thể sắp xếp cũng như là cân nhắc cái việc cơ cấu lại danh mục cho các anh chị sao cho nó gọn và có cái cơ hội để các anh chị quản lý tỷ trọng, quản lý vốn cho nó hợp lý ở trong cái giai đoạn hiện tại của thị trường các anh chị nhé. Ở phần tiếp theo, sau khi phân tích những cái mã cổ phiếu mình đã khuyến nghị á, thì nhìn chung nó vẫn đang có cái xác suất về các cái mã cổ phiếu tạo được lợi nhuận. Còn những mã cổ phiếu khác thì vẫn đang quanh cái nền mà chúng ta mua, có đủ biên an toàn. Do vậy khuyến nghị của mình là tiếp tục nắm giữ những mã cổ phiếu đó để chúng ta có thể theo dõi cái phản ứng tiếp theo. Tiếp theo các anh chị hãy cùng mình chúng ta phân tích sơ qua cái xu hướng chính của một số cái cổ phiếu trong các cái nhóm ngành các anh chị nhé. Hôm nay mình lướt qua thì thấy là banh này, chứng này, thép thì đang hồi phục chứ chưa lấy lại cái kênh tăng trưởng này. Banh, chứng, thép, dầu là gần như là đang đang có cái số lượng lớn rơi vào cái trạng thái tiêu cực trong ngắn hạn các anh chị nhé, màu đỏ này. Nhất là cái nhóm chứng khoán chúng ta thấy là nó đang điều chỉnh giảm này. Đó, anh chị chú ý những cái nhóm là nó đang rơi vào trạng thái gãy kỹ thuật và tiêu cực. Nếu như nó có tăng lại thì cũng là trạng thái hồi để các anh chị cơ cấu cho gọn danh mục thôi. Chứ còn về cái việc điểm mua thì phải phân tích và lọc ra những cổ phiếu nào đang có dòng tiền thì nó mới tích cực được các anh chị nhé. Chúng ta phân tích nhanh những mã cổ phiếu này. BIDV, kênh vẫn đang giảm này, hiện tại đang tạo được cái kênh nến doji quanh vùng 43.5. Có thể là sẽ phản hồi hoặc là xanh nhẹ. Nó hồi quanh mức 43.7, mức 44 thôi. Chứ còn về cái chu kỳ tăng thì vẫn chưa xác nhận được, tại vì chưa có những cái tín hiệu về đáy kỹ thuật. Ha, những cái con này chúng ta thấy là đang theo cái chiều hướng giảm xuống. Anh chị lưu ý những cái con đang chiều hướng giảm xuống này chúng ta đang giữ, đang bị kẹp thì canh hồi để chúng ta cơ cấu cắt tỉa sao cho nó gọn bớt cái tỷ trọng anh chị nhé. PID, STB. STB thì cũng đã gãy MA20, gãy luôn cái nền giá, vẫn còn giữ được MA. Tuy nhiên cái động thái thì cây nến này là vẫn là cây nến bán và cái cây nến giảm tương đối là dài. Nó sẽ tiếp tục trong cái trạng thái là giữ nhịp đi ngang quanh vùng giá 25 một thời gian, tiếp tục giảm xuống như thế này. Chu kỳ vẫn là chu kỳ điều chỉnh và giảm cánh chị nhé. Cho đến khi mà nó tạo được đáy thì chúng ta mới quay lại. TCB. TCB thì mình nhìn thấy là nó vẫn còn đang giữ được giá các anh chị, tức là cái trend nó không gãy quá là xấu giống như BIDV hay STB đâu. Mặc dù TCB các anh chị thấy là có những cái dấu hiệu phân phối, nó đã xuất hiện bốn cái dấu chấm như thế này và nó xuất hiện MACD. Khi mà nó xuất hiện càng nhiều dấu chấm như thế này thì cái dấu hiệu phân phối nó xảy ra, khi mà phân phối xảy ra thì nó diễn ra cái áp lực bán như thế này các anh chị nha. Tuy nhiên cái áp lực bán đối với TCB theo mình thấy là nó không quá là lớn, các anh chị thấy là cái khối lượng nó vẫn đang duy trì khá là ổn định 2 triệu. Đó, vẫn dưới mức trung bình khối lượng bán và có thể là áp lực bán nó sẽ thấp dần xuống. Tại vì tại đây nếu như mà phân tích kỹ thuật thì cái ngưỡng 28.3 28.5 đang là hỗ trợ đối với TCB. Được chưa? Đang là hỗ trợ đối với TCB. Do vậy thì con này theo mình đánh giá là không quá xấu, được chưa? Không quá là xấu. Và nếu như các anh chị muốn mua mới thì có thể cân nhắc cái việc thăm dò ở quanh cái mốc mà mình chỉ ra hỗ trợ đó là vùng 283 285 á, thì nó có được cái khu vực để các anh chị có thể cân nhắc cái điểm mua đối với mã cổ phiếu này. Như vậy thì TCB. Công thương. Công thương thì chạc hơi yếu, theo mình đánh giá là chạc hơi yếu các anh chị nha. Chạc hơi yếu và đang đi rất là giống đối với VN-Index luôn. Thì đối với công thương theo mình là có thể nó sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm xuống về sát vùng giá 28. Nếu như mà về cái chạc thì TCB nó tốt hơn nhiều ha. Ở trên chart thì các anh chị có thể thấy là TCB nó có nhu có cương và những cái nhịp giảm gần như là nó cũng thoải hơn và nó khá là nhẹ nhàng trong những cái nhịp điều chỉnh của nó ở trong cái giai đoạn này. Do vậy thì những cái mã cổ phiếu này có cơ hội thị trường hồi phục thì nó cũng là một trong những cái cổ phiếu tích cực để có thể hồi phục trở lại và kéo cũng như là đỡ cho thị trường ở trong những cái giai đoạn sắp tới. VIB. VIB đang yếu và xấu các anh chị nhé, tương đối là tiêu cực ha. HD Bank. HD Bank này, HD Bank vẫn còn nền may. Những cái mã cổ phiếu như HD Bank thì các anh chị thấy là những cái cây này bán rất là mạnh. Cái thân nến rất là dài,
Khối lượng thì giao dịch từ 1 cho đến 1,5 triệu. Thì những mã cổ phiếu này chắc chắn là trong cái nhịp mà chạm vào hỗ trợ mạnh thì sẽ có nhịp phản hồi lực trở lại. Do vậy, những cái mã cổ phiếu thuần như HD Bank này phù hợp bắt đáy hơn là cái việc đầu tư giống như là TCB. TCB thì rất là nhẹ nhàng quanh cái mức là 283, 285 thì nó sẽ hợp lý. Còn HD Bank thì phù hợp bắt đáy, ví dụ như nó thoát sát về cái vùng giá 18 ở đây này. Đó, hoặc là thoát thủng luôn cái vùng 18 thì anh chị canh vào bắt là nó sẽ được, và nó sẽ đánh được những hiệp hồi. Tuy nhiên là chúng ta chỉ đánh hồi T cộng thôi, các anh chị nào nhanh nhẹn thì mới đánh nhé, T cộng. Đó là HD Bank, Tiên Phong Bank và MB Bank. Tiên Phong Bank thì vẫn đang trong kênh tăng, con này thì nhìn chung chưa có gì xấu, chỉ ở đây là có dấu hiệu phân phối ba cái dấu chấm tròn ở trên này thôi. Đó, còn về xét về kênh giá thì nó vẫn đang tăng, con này cũng đang rất là nhẹ nhàng anh chị nhé. Ở những cái con này thì vẫn đầu tư được, Tiên Phong Bank, MB Bank. MB Bank thì có ba cái dấu chấm phân phối này. Hiện tại đang bóc bên trở lại, nó vẫn đang có được sự hỗ trợ quanh vùng 17.5, 17.8. Như vậy thì MB Bank không quá là xấu ở trong cái trường hợp này. Được chưa? Mặc dù giao dịch dưới MA20, tuy nhiên nếu như mình đánh giá chạc thì không quá là xấu, không bị gãy sâu như những cái mã cổ phiếu trước mà chúng ta đã phân tích các anh chị nhé. Đó là dòng banh, dòng chứng này. Dòng chứng thì bắt đầu bị bán rồi đúng không ạ? Bán rất là nhiều. Tại vì dù sao đoạn trước chúng ta cũng đã phân tích về cái dấu hiệu phân phối đối với cái dòng chứng rồi. Đó, các anh chị thấy là riêng SSI thì có 5 cái dấu chấm tròn đây này, liên tục bị phân phối đúng không ạ? Thì mình cũng đã phân tích khi mà nó xuất hiện những cái dấu chấm tròn này rồi, mình phân tích về cái việc là có thể nó sẽ tiếp tục tăng theo cái kiểu là tăng rướng. Tuy nhiên thì nó sẽ không duy trì được quá là dài, tại vì đây là cái dấu hiệu phân phối trên vùng đỉnh ngắn hạn đối với các cái nhóm cổ phiếu. À, bắt buộc nó phải xảy ra những cái nhịp điều chỉnh. Và cái chu kỳ điều chỉnh này thì gần như là chúng ta cũng đang đón chờ để chúng ta canh những cái mức giá tốt và chiết khấu để chúng ta tham gia lại thôi. Còn riêng về SSI thì mình thấy là đang có những cái dấu hiệu là tiếp tục điều chỉnh sâu hơn về vùng 20.5 cộng trừ các anh chị nhé. VND. VND thì nó còn xấu hơn nhiều cả. Chúng ta thấy là sắp gãy may rồi, nó đang giao dịch trong cái thế giá dưới. Được chưa? VND. HCM. HCM thì giữ được nền may đó. Đó. Tuy nhiên thì để mà quay trở lại nền mua thì nó cần phải về sát vùng 23.5 thì mới đúng cái nền mua đối với HCM các anh chị nha. À, hiện tại thì nó đang có cái dấu hiệu là xảy ra hai cái dấu chấm tròn ở trên cái vùng đỉnh phân phối rất là ít, tại vì cái nhịp tăng con này nó tương đối là ngắn này. À, do vậy thì nó chỉ xuất hiện hai cái dấu chấm tròn phân phối thôi. Còn SSI thì các anh chị thấy là sự phân phối rất là nhiều, bốn năm cái dấu chấm tròn luôn, được chưa? Năm cái dấu chấm tròn. SHS cũng đang gặp cái áp lực bán sau cái thời gian neo trên vùng giá 10.2, 10.7 thì SHS cũng hứng phải năm cái dấu chấm tròn điều chỉnh. Thì con này vẫn đang trong kênh giá tốt, theo mình trong kênh giá tốt á thì các anh chị chủ động khi nào mà nó rút chân lên thì chúng ta có thể bắt đáy canh mua được. Những cái con này thì về chạc xu hướng nó chưa yếu, chưa quá là yếu và chưa quá là gãy các anh chị nha. VCA. VCA đang gãy MA20 và giao dịch dưới nền giá rồi. Nếu như mình xét về cái kênh giá tại đây á thì VCA có thể là về sát vùng giá 28.7 trước khi mà tạo đáy và hồi phục trở lại. Được chưa? VIX. Kênh giá của VIX thì vẫn chưa vi phạm này, con này vẫn đang trong cái hướng tăng khỏe, các anh chị chú ý con này giúp mình nhé. Con này mình thấy chart rất là đẹp, có thể là sẽ điều chỉnh theo thị trường á. Tuy nhiên khi mà hồi phục thì nó sẽ rất là nhanh chóng lấy lại vị thế, anh chị chú ý con này nhé. Chú ý con này, VIX này. FTS. FTS cũng đang 1 2 3 4 cái dấu chấm. Có thể FTS sẽ bị đạp sát về vùng 23.5 anh chị nhé. Ha. Về đây càng tốt, lại càng có cái tín hiệu để chúng ta có hỗ trợ và chúng ta cân nhắc cái việc có mua hay không. Thì những mã cổ phiếu này nó dù sao cái chu kỳ tăng nó cũng rất là cao rồi, thì những cái nhịp chỉnh như thế này theo mình là cơ hội, tại vì nó chưa gãy sâu, nó vẫn còn cơ hội hồi phục được, giống như là ORS hay là VDS vậy đó. Những cái con này càng bán ở cái màu xanh lơ thì nó cần về những cái mức chiết khấu tốt. Những con này theo mình là vẫn còn cái chu kỳ hồi phục với cánh vậy. Ví dụ như ORS này có những cái hỗ trợ sát mốc 11 ở đây này. VDS cũng đang bị bán xanh lơ luôn.
VS thì mình không tham gia được, mình không thích. Mình thích ORS, STS, VIX. Những cái con này mà nó giảm xong cái chu kỳ của dòng chứng thì chúng ta cân nhắc cái việc quay trở lại tham gia vào nó. Thép thì ngày hôm nay hồi phục này, Hòa Phát hồi phục. Nếu như mà xét về chart thì Hòa Phát không quá là xấu, tại vì nó cứ xoay quay tích lũy ở quanh cái vùng 20 21 này thôi. Ha, Hòa Phát không bị gãy, chưa bị gãy gì cả. Thì anh chị thấy là vẫn xoay quay tích lũy quanh vùng 20 21. Do vậy thì muốn mua thì các anh chị canh sát cái vùng giá 20 ít để các anh chị tham gia thì giá nó sẽ hợp lý. Hoa Sen. Hoa Sen thì nó gãy sâu, Nam Kim cũng như vậy, Nam Kim với Hoa Sen thì bị gãy sâu, xét về mặt kỹ thuật thì nó đang bị gãy chạc, đúng không ạ? Gãy chạc kỹ thuật. Đó, tuy nhiên Hòa Phát thì ổn định hơn. Do vậy thì có thể cân nhắc việc tham gia đối với Hòa Phát ở những cái nhịp rung lắc anh chị nhé. Cân nhắc tham gia đối với Hòa Phát. Thép thì chỉ mới hồi phục thôi, chưa lấy lại trend nhiều. Nhóm dầu. Nhóm dầu thì BPD này. BPD đang tích lũy quanh cái mốc 20. Tuy nhiên cái dòng dầu đoạn này thì đang vướng phải phân kỳ hai ba đoạn rồi các anh chị nhé, phân kỳ hai ba đoạn, nên nếu mà xét về chart thì nó hơi xấu. BVD này, BVS này, BVC này, OI này, BSR này. Rồi như vậy thì đối với các cổ phiếu dòng dầu nhìn chung là chúng ta theo dõi cái nhịp này, nó đánh cái biên rất là hẹp các anh chị nhé, rất là khó để mà các anh chị canh vào. Hiện tại có một số cái mã cổ phiếu tốt thì gần như mình cũng đã khuyến nghị cho các anh chị trong cái nhịp này rồi. HAH, CTR mình thấy rất là đẹp ha. BCG rất là đẹp luôn. KBC mà bull kéo lên được lại rất là tốt. HUT cũng như vậy. Đó, cũng rất là nhiều các mã cổ phiếu khác nó có cơ hội hơn. Cảm ơn các chị đã theo dõi cái nội dung video phân tích trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và nếu như mà cần được hỗ trợ về việc cơ cấu lại cái danh mục đầu tư, có thể liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại hoặc là Zalo các anh chị nhé.